Mình đã chịu đựng suốt 30 năm, bây giờ gần về đích, mình không thể nào bỏ cuộc như vậy được. Thằng đàn ông lúc nào cũng nhút nhát, suốt ngày chỉ nghe lời bố mẹ. Ai cho phép con chê bai con trai của tôi? Tôi đẻ nó ra không phải để nó chịu đựng. Chuẩn bị đi, sóng gió sắp tới rồi đó. Tôi tên là Trà My, tôi 52 tuổi. Tôi là vợ của chủ tịch tập đoàn Tinh Hoa, ông Quang Hải. Tôi xuất thân từ một gia đình rất là khá giả. Đây là vợ tôi, quý cô Trà My. Vợ tôi là tiểu thư Sài Thành gốc ấy, hiểu biết rộng lắm. Cô ấy chịu lấy tôi là tôi cũng bất ngờ lắm đó. Nhưng có một biến cố lớn ập đến, cha tôi qua đời. Gia đình tôi rơi vào nợ nần chồng chất. Lúc đó tôi phải nghỉ học sớm, chạy ăn từng bữa cho gia đình. Tôi còn phải lo cho mẹ và em trai của tôi nữa. Tôi đồng ý lấy chồng tôi hiện tại cũng chỉ vì tôi muốn có một cái chỗ dựa vững chắc cho mình và gia đình mình. Con cho mẹ một ít tiền mẹ đi shopping, hôm nay họ có chương trình sale sâu lắm. Mẹ à, hôm tuần rồi con mới đưa cho mẹ rồi còn gì. Trời ơi, còn được có chút xíu à, mẹ tiêu nhoằng cái hết ngay. Quang Hải chồng tôi là một người ít học, tính tình thì cọc cằn, thô lỗ, nóng tính lắm. Nó lại không chịu lấy vợ à? Không có chuyện đó đâu mình. Lần này mà nó lại gây chuyện nữa là tôi dẹp luôn cái việc xây dựng hiện tại. Đàn ông đàn an thì không quyết đoán cái gì cả. Nó chỉ bằng nửa thành đăng thôi là tôi đã đỡ lo bao nhiêu rồi. Giữa tôi với chồng rất là khác biệt nhau về mọi thứ, về sở thích, về tuổi tác, có nhiều sự chênh lệch. Ai cũng nghĩ là mình lấy được một người chồng giàu hơn mình đến 20 tuổi thì cuộc sống của mình sẽ sung sướng lắm. Nhưng thật sự là chỉ có những người trong cuộc thì mới biết như thế nào mà thôi. Mày chẳng có gì con đâu, mày chỉ vì lợi ích của bản thân của mẹ thôi. Chẳng phải để có một cuộc sống giàu sang, mày đã chấp nhận một người chồng già như bố sao? Con nói mẹ lấy bố con vì tiền mà. Nhưng mà cho dù có khó chịu đến như thế nào á, thì con cũng phải đối mặt thôi. Muốn đội được Dương Miện thì con phải chịu được sức nặng của nó. Con sẽ là người thừa kế Tinh Hoa Group, cho nên mẹ phải lựa chọn cho con người xứng đáng phù hợp để cùng con gánh vác. Cuộc sống của tôi chủ yếu là vì tương lai của gia đình tôi. Còn hỏi tôi về hạnh phúc với chồng hay không thì tôi nghĩ đó là một cái sự kết nối đôi bên cùng có lợi và có mục đích. Em cảm thấy rất là thất vọng cho bản thân em. Từ ngày đồng ý lấy mình làm chồng, lúc nào em cũng cố gắng coi Hải Đăng như con ruột của em. Nhưng mà bây giờ thì em mới biết, thực ra lúc nào em cũng thiên vị Đăng Khoa hơn. Mình tập trung đầu tư cho Hải Đăng ra nước ngoài trước đi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ xây dựng bệnh viện cho thằng Khoa trước. Không cần đâu, Hải Đăng sẽ là người thừa kế. Sự nghiệp của con cũng chính là tương lai của gia đình mình. Mình hãy đầu tư cho Hải Đăng trước đi. Nếu công việc của thằng Đăng có gì đó không được như ý thì tôi sẽ xây dựng bệnh viện cho thằng Khoa trước, được không? Hải Đăng là con của vợ trước của chồng tôi. Tôi lúc nào cũng muốn coi Hải Đăng giống như con ruột của mình. Em không muốn mình phải thiên vị thằng Khoa hơn đâu. Hải Đăng phải là người thừa kế Tinh Hoa Group. Coi bộ bánh đúc có sườn là chuyện thật rồi đấy. Chị đã nắm được cái lá bài để phá Hải Đăng với cộng sự của nó. Bây giờ để coi sử dụng lá bài này như thế nào cho thiệt là hiệu quả đây. Chị sẽ làm cho Đăng Khoa thành công bằng mọi giá. Nhưng mà khi mà tôi càng muốn gần thì Hải Đăng lại càng muốn né xa. Tôi rất là sợ mình phải mang cái tiếng là mẹ kế con chồng. Chứ không hiểu sao, chưa bao giờ tôi có một cái cảm giác gần gũi. Con cứ đi Thái Lan làm việc cho tốt đi. Khi nào về á, dì sẽ tìm cho con một cô dâu thật tốt. Dạ thôi, có lẽ con không có duyên với phụ nữ. Nói tầm bậy không à, không có được bi quan như vậy nghe chưa. Chuyện đám cưới của em Khoa, sao gì không để cho em Khoa tự quyết định đi ạ? Thằng Khoa là đứa đã có hôn ước, lẽ ra là anh trai của nó, con không được phép ủng hộ và phải ngăn nó lại chứ. Gì à? Hay là con muốn để cho bố con tức giận lên hả? Hải Đăng chưa bao giờ coi tôi là mẹ.
Nói về đăng khoa thì đó là cả một cái niềm tự hào của tôi. Vợ chồng tôi phải khó khăn lắm mới có được đăng khoa. Đăng khoa rất là thông minh, rất là giỏi, rất là ngoan, rất là hiếu thảo và chưa bao giờ làm trái ý tôi lần nào. Khoa, học ấy thì con ra Phú Yên đi chơi với bé Yến luôn đi. Nhưng mà chiều nay con có lịch phụ mổ ở bệnh viện rồi mà. Để đó cô tính cho. Con cứ đi chơi đi. Nhưng mà... Cứ nghe lời mẹ con đi. Dạ, bố. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ miễn sao con tôi được hạnh phúc. Con đã quyết định từ bỏ và cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc. Mày sao? Mình, trời ơi. Thôi Khoa, con đi về phòng con đi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Phải có lý do gì chứ? Nói gì mẹ biết coi. Hả? Chị Hai, chị coi cái này đi. Thì ra là cái này phải không? Không phải gì đâu mẹ. Loại rác rưởi này mà đòi làm vợ của con trai tôi. Mẹ. Mẹ, tại sao mày làm gì với con vậy mẹ? Con dám giấu mẹ cái chuyện này. Con thực sự đã định kể cho mẹ nghe tất cả về chuyện về Trúc Mai. Nhưng mà con sợ mẹ sẽ phản đối. Con rất là thích Trúc Mai. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nói về anh Thư hả? Đây là một con người rất là khó lường. Xuất thân thì nghèo khổ, không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để có được sự sung sướng nhà giàu có. Cô đã làm rất là nhiều cách để được vào làm việc ở công ty của chồng tôi. Tôi trở thành đầu bếp. Tất cả là vì mẹ tôi. Với tôi, ngay cả gương mặt giọng nói của mẹ tôi cũng không thể nhớ nổi. Nhưng mùi vị món ăn mẹ nấu tôi lại không bao giờ quên được. Tuy là tôi rất muốn được làm việc trên quê hương của mẹ, nhưng có lẽ nơi này không dành cho tôi. Tôi sẽ tuyển dụng cô. Sáng mai cô có thể tới công ty để ký hợp đồng. Bộc bạch nỗi buồn sẽ làm cho người ta mũi lòng. Thậm chí còn muốn chen chân trở thành con dâu hào môn. Đó là cái điều mà tôi không thích ở cái người phụ nữ này. Cô có sao không? Anh Đăng, tôi làm sao đây? Cô bị tỉnh đã. Anh có nghĩ là tôi đang bị biến thái theo dõi không? Tôi đã kiểm tra tất cả mọi thứ thật kỹ rồi. Tạm thời an toàn. Anh đừng đi có được không? Bây giờ mà anh đi, tôi không biết phải làm sao đây. Tôi còn sợ lắm. Anh đừng đi nha. Xin anh đó. Tôi nói thật, cái gia sản chồng tôi đã gầy dựng bao nhiêu năm trời không thể nào được rơi vào tay người ngoài giống cô ta. Chắc là mình thắc mắc, tại sao Hải Đăng lại vung một đống tiền? Tất cả là vì anh Thư. Tao điên. Việc bây giờ cần làm á là phải tách tụi nó ra. Nhưng mà không biết là cô ta có chịu rời khỏi chỗ này hay không nữa. Cô ta không đi thì thằng Đăng phải đi. Nhưng tiện đây, tôi muốn nhắc cho cô nhớ, nếu như có thời gian rảnh, hãy ngồi lại suy nghĩ cách làm sao tự mình sinh tồn. Đừng tìm cách mà bám víu vào người khác nữa. À, Trúc Mai đó hả? Cái con bé mà giả danh Hoàng Yến trong buổi xem mắt như con trai tôi đúng không? Đây là Đăng Khoa, 26 tuổi. Cô chỉ cần thay tôi hẹn hò với ảnh 3 ngày là được. Hẹn hò? Ảnh á, là người đàng hoàng, cô đừng có lo. Mỗi ngày 2 triệu. Anh Đăng Khoa. Anh Đăng Khoa đến từ Sài Gòn. Anh Khoa. Anh Hoàng Yến. Anh tên là Đăng Khoa đúng không? Em có thể nhỏ tiếng chút xíu được không? Xin lỗi, em quên. Chào anh, em là Hoàng Yến. Cô bé đó nói thật là không được một cái gì hết, lại còn nghèo hèn nữa chứ. Tôi đã làm tất cả mọi cách để tách nó ra khỏi thằng Khoa rồi. Nó dám lừa gạt tình cảm của con trai tôi. Đã nghèo không biết thân biết phận, không bao giờ xứng đáng trở thành người yêu của thằng Khoa con trai tôi đâu. Mày đã đi gặp Trúc Mai hả? Tại sao không? Hiếu. Dạ.
ngày mai lấy xe đưa chị đi gặp con bé đó nói chuyện. Con thật sự rất là thích Trúc Mai. Mẹ đừng có làm vậy nữa mà mẹ. Cô trả lời tôi đi, cô tiếp cận con trai tôi vì cái gì? Cô có biết con trai tôi làm gì không? Dạ, là một bác sĩ thẩm mỹ. Cô biết. Vậy mà cô vẫn muốn nó hạ đẳng cấp của nó xuống để đi hẹn hò với cô à? Con nghĩ nếu hai người thật sự yêu thương nhau sẽ không có sự chênh lệch về giàu nghèo, tuổi tác, địa vị hay đẳng cấp. Hạng người như cô thì làm sao đủ tư cách để yêu con trai tôi được. Tôi không bao giờ dạy dỗ thằng Khoa để cho nó lấy một loại con gái rẻ tiền như vậy đâu. Nhưng tôi cảnh cáo cho cô nhớ, không bao giờ tôi để cho cô ngán đường của tôi đâu. Đón xem Hoa Vương lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần từ ngày 8 tháng 5 trên kênh V Channel HTV2.